Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Rồi, tiếp tục chia sẻ niềm đam mê bất tận về thế giới cây kiểng. Hôm nay thì tôi giới thiệu với các bạn một cái dọc cây. Chúng ta chơi bonsai mini, cái loại bỏ túi, loại cầm tay. Chúng ta được tạo dáng rất là nhiều dáng, rất là đẹp các bạn ha. Đây, xin giới thiệu với các bạn cái dòng cây này. Hôm qua tôi cũng đã làm clip chia sẻ với các bạn rồi. Đây là cây mai chúa thủy. Cây này là cây kim giòn các bạn. Mai chúa thủy thì nó có rất nhiều dòng lắm. Đây là cái dòng kim giòn, cái dòng lá rất là nhỏ. Nhưng mà tại sao kêu nó kim giòn? Chắc có lẽ gì tại cái nhánh nó giòn. Khi mà chúng ta chế tác thành một cái tác phẩm nào, khi chúng ta đi dễ kẹm, chúng ta uống đi dễ kẹm rất là khó. Thành ra khi các bạn chơi cái dòng kim giòn này, các bạn hãy cẩn thận khi mà chúng ta uống dễ kẹm ha. Thì kiểu dáng cây thì nó có rất là nhiều kiểu dáng các bạn, có rất là nhiều kiểu dáng luôn. Hôm trước thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn là cái dáng mà tiều khu quải tử ha các bạn ha. Tiều khu quải tử thì dưới mẹ bồng con thì nó gần giống nhau, nhưng mà tiều khu quải tử thì cõng trên lưng, mẹ bồng con thì ôm vào lòng. Nói chung là nó khác nhau một chút xíu gọi cái tên. Còn đây là cái dáng cây này là cái dáng phu thê, các bạn lưu ý ha. Đây là cái dáng cây phu thê. Thông thường thì cây phu thê người ta dùng hai cái gốc cây người ta ghép vào nhau để cho nó đan xen vào nhau thì người ta gọi là phu thê, thì nghe nó vẻ hợp lý hơn. Bởi vì theo tôi biết thì một số các nghệ nhân thì người ta bảo nếu mà tạo dáng phu thê thì phải là hai cái cây ghép vào nhau như thế này, kiểu như người dân khác họ đem lòng mến nhau là cái chỗ đó. Nếu mà chúng ta dùng cây một cốt để đưa ra hai nhánh để làm chúng ta tạo dáng phu thê thì nói chung cũng được, mình nói gì cũng được, nói chung là mình chơi cho vui. Chứ thật ra mà nếu mà đi sâu xa thì một cốt nghĩa là một cây phân làm hai nhánh mà chúng ta kết với nhau thành một cái dáng phu thê nó không hợp lý. Bởi vì một cây cùng chung một huyết thống, cùng chung một cái máu mủ thì chúng ta gọi nó là phu thê thì có một cái gì đó nó không phù hợp các bạn ha. Còn cây này tôi cũng có thể gọi nó là cây phu thê. Thật ra cây này cây phu thê thì nó cũng không đúng lắm, bởi vì nó chỉ có một cây các bạn ha, nó chỉ có một thân này nè. Các bạn thấy không, đây là hai cọng rễ đang xen vào nhau, uốn éo vào nhau tạo thành một cái dáng phu thê. Nhưng mà mình nói vậy thôi, các bạn cứ chơi sao mà cảm thấy vui vẻ được rồi. Đó, cái cây này mình tạo thành một cái dáng phu thê nó rất là đẹp, tại vì ở dưới gốc nó thì nó là hai cái cọng rễ khác. Huynh đệ hay tỉ muội gì cũng được, phu thê thì dưới cái cây này thì nó đúng hơn. Rồi, các bạn mà chế tác mẫu cây thì chúng ta nên dựa vào cái cây tự nhiên của mình ha, dáng tự nhiên của mình để mình chế tác cho trà đổ. Khi mà tôi lại phái chơi những cái dòng mà bonsai mini nhỏ này các bạn, cái thứ nhất là nó gọn nhẹ, chúng ta có thể mà di chuyển đi rất là dễ dàng, ôm đi chơi rất là dễ dàng. Rồi cái thứ hai nữa là cái vấn đề đầu tư vô chậu của nó thì nó rẻ, nó không có mắc. Bởi vì những cái chậu đẹp như thế này, những chậu cổ thì cái tầm khoảng chừng vài trăm ngàn đến một triệu thôi, là tôi nói là những cái chậu dạng mà chậu cổ quá ha. Còn nếu mà cái chậu mà giá bình dân, mà giá loại cao cấp thì nó chỉ có chừng 200-300 ngàn một cái, mấy chục ngàn một cái cũng có. Và đồng thời các bạn có thể là dùng những cái bình rượu cần ha, những cái bình rượu cần. Xong mà các bạn chế tác thành kiểu này kiểu kia, chúng ta chơi không động hàng. Còn nếu mà tôi chia sẻ các bạn cái này nha, tôi nói nhỏ với các bạn thôi ha. Các bạn mà có thể mà khi mà chúng ta đi đâu mà chúng ta gặp thông thường ở ngoài đường á, thỉnh thoảng có những cái lư hương đó các bạn, những cái loại mà lư hương mà cái loại đốt nhang trong ông địa ông thần tài hay người ta thờ cúng sau một thời gian, vì một lý do gì đó người ta không thờ được, người ta thường đưa bỏ những cái góc đường. Các bạn chú ý ha, các bạn nếu mà nhìn tia được những cái này gọi là cái gì ta, đồ cắm nhang á, lư hương, dạng lư hương nó có nhiều kiểu đó các bạn. Có những cái kiểu cổ mà mấy chục năm, cả trăm năm trong nhà ta soạn ra, người ta bỏ người ta đâu có biết cái giá trị của nó. Nhưng mà khi mà các bạn mà chơi chúng cái loại mà nói chung là các bạn sử dụng những cái loại mà trên 50 năm là ok rồi, cái này cũng là trên 50 năm rồi, các bạn dễ biết nó lắm. Nó cái lư hương khi mà người ta làm thành những cái dạng mà lư hương á các bạn, để người ta ghim nhang vô thì dưới đáy nó không có lỗ, các bạn thấy không, nó không có lỗ nè,
Rồi các bạn về nhà dễ thôi, các bạn khoan cái lỗ là các bạn có được một cái chậu. Cái chậu các bạn trồng cây nhỏ này vô, cây cầm tay các bạn ôm đi. Ôm đi là đi chơi không có đụng hàng. Còn nếu mà bạn nào mà có gan chút xíu ha, gan chút xíu vô mấy cái đình đó, đình chùa mấy cái lư hương cổ á, đem về trồng cây thông vô đó họ chặt tay các bạn, tôi nói cho vui thôi. Chứ cái chốn tâm linh thì chúng ta không nên phạm quý vô đó làm cái gì ha. Nè, đại khái là người ta thường bỏ đó, do vô tình người ta bỏ, các bạn đi đường các bạn gặp tia nha. Bởi vì cái thị trường á, có những loại thị trường nó có nhiều, chúng ta không quan tâm những cái loại lạ như thế này. Tôi có một số chậu nhỏ nhỏ chậu cổ đẹp không các bạn thấy không? Nè, như là cái này ha. Đó là các bạn kiếm, cái này là cái chậu luôn các bạn. Chậu này cũng là lâu năm lắm rồi các bạn thấy không? Tại vì chậu, thông thường chậu thì người ta sẽ khoan một cái đáy, nó là thiết kế cho cái chậu. Nếu mà cái đáy nó không có cái lỗ thì người ta thiết kế cho là cái lư hương nhỏ nhỏ gần giống nhau như thế. Các bạn thấy không? Nè, lan mai trúc cúc là đẹp quá các bạn ha. Rất là nhiều, cái chậu này chậu cổ nè. Đây các bạn. Rồi, hôm nay thì tôi cũng chia sẻ với các bạn, là giới thiệu với các bạn một cái kiểu dáng để mà chúng ta chơi bonsai mini cầm tay, hoặc là bonsai mini bỏ túi. Các bạn thấy chơi bonsai mini cầm tay nó có cái ưu điểm của là chơi cái loại bonsai cầm tay, và đồng thời chơi cái loại một người ôm, hai người ôm, cần cẩu ôm, thì nó mỗi một cái đều nó có tính ưu việt của nó. Hôm qua tôi cũng chia sẻ clip cho các bạn về cái sự phân biệt rõ nét giữa cái dòng mai vàng và một cái dòng mai mai chú thủy. Thì cũng có một vị khán giả, thì cũng nhiều vị khán giả phản hồi, nhưng mà có một cái vị khán giả phản hồi đến là làm tôi rất là chú ý đến cái ý kiến của vị khán giả đó. Thì các bạn thân mến, thì chúng ta khi mà chúng ta chơi kiển hay là chơi bất cứ một cái công việc gì, khi mà đứng ra phán xét gì, lúc nào cũng vậy, là tôi, quan điểm của tôi là tôi đứng phán xét cho một cái góc độ công tâm, là tôi chia sẻ cho các bạn để các bạn có sự lựa chọn và các bạn có thể có sự so sánh thôi. Chứ tôi không hề mà cổ suý hay là tôi bài xích một bất cứ một cái gì đó, một bất cứ một cái công việc gì đó, bởi vì mỗi một người đều có một cái quyền sở thích của nó, và mỗi một cái công việc gì cũng vậy, nó sẽ có ưu khuyết điểm, nó đồng hành, nó đi cùng với nhau. Thôi thì chúng ta thích cái gì chúng ta chơi cái đó, thì không thích thì thôi. Bởi vì không ai ép mình mà mình phải làm những cái công việc gì mà mình không thích, đúng không các bạn? Rồi, nói dông nói dài, đời cuối cùng tôi cũng phải quay lại về cái chủ đề về cái cây phu thê của tôi. Các bạn thấy không, khi mà các bạn mà trồng cây bonsai vô những cái chậu nhỏ, có nhiều bạn hỏi tôi bonsai là gì, cái cây đó không phải là bonsai. Xin thưa với các bạn là cây bonsai, cây trồng vào chậu thì chúng ta gọi nó là cây bonsai. Bonsai là đơn giản là cây trồng trong chậu, nhưng mà cây lên từ chậu thì không phải là cây bonsai. Tại sao có một cái sự thú vị như vậy? Bởi vì cây trồng chậu là cái cây chúng ta đã chọn lựa từ một cái loại cây kiển, mà cây kiển thì cây gì các bạn cũng có thể trồng được, các bạn thích các bạn đưa vô chậu các bạn chăm sóc thì gọi là bonsai, cây bonsai. Còn cây lên trong chậu không gọi là bonsai, nó là cái cỏ hoặc là một cây gì đó các bạn bỏ lãng quên cái chậu, để quầy mưa quầy gió tự động nó lên, rồi cái đó phải cái bonsai, cái đó là cây mọc trong chậu thôi các bạn ha. Rồi, khi mà các bạn chơi bonsai mà cầm bỏ túi cầm tay này, chăm sóc cực lắm các bạn. Nó nhỏ như vậy thôi, chứ các bạn chăm sóc, nếu mà bạn chăm sóc không khéo thì nó sẽ bị chết cây hoặc là không phát triển. Là các bạn thấy không, cái chậu này nó cũng có lâu lắm mà, cái chậu này tôi mua lâu lắm rồi các bạn, mà tự nhiên xanh để quên. Nó dở một cái là để về nắng á, thời gian đó bị nứt. Nếu nó không nứt thì những cái chậu lạ như thế này thì cũng là rất ok đó. Rồi các bạn, khi mà trồng cái này do nó không đủ đất, muốn cây phát triển thì chúng ta phải đặt thêm vô một cái chậu dưới nữa nè, các bạn thấy không. Nè, tôi đặt vô một cái chậu dưới đây mà bây giờ rễ nó lên như thế này nè. Các bạn thấy không, đây nè, rễ nè, nhờ rễ mà nó tuột xuống đây vậy nè, thì nó có thêm một cái nguồn giá thể để nó lên, thì cây nó mới phát triển tốt như thế này. Nếu mà các bạn chơi vô một cái chậu nhỏ quá mà không có một cái phần mà trung gian để mà tiếp đất thêm cho cây thì cây của các bạn nó chậm phát triển. Thôi giờ tôi sẽ thay vô một cái chậu mới các bạn, đưa vô chậu khác. Đằng nào thì cây này cũng phải đến thời điểm là lên, các bạn thấy nó lên vậy không? Đó, rễ lên nha. Đó. Giờ bỏ ha. Rồi các bạn thấy không? Bây giờ tôi sẽ lấy cái cây này ra. Tôi sẽ chọn một cái mẫu chậu mới, tôi đưa cây này vô tôi trồng.
Khi mà trồng á thì các bạn có hai cái phương pháp, hai cái cách để chúng ta trồng. Cái cách thứ nhất á là các bạn ép chậu vô, ép cây vô một cái chậu nhỏ, thì như các bạn thấy rồi, cây này vô một cái chậu nhỏ thì nó sẽ hợp lý ha. Nó cân xứng với cái chậu. Nhưng mà đưa vô chậu nhỏ này thì các bạn phải đặt thêm một vô một cái chậu đó nữa. Rồi các bạn nuôi, tiếp tục nuôi, thì như thế khi nào ôm đi chơi thì chỉ cần chúng ta cắt cái rễ bỏ đây thôi. Cắt cái rễ dưới đây bỏ à. Rồi chúng ta có thể ôm đi chơi. Chơi xong rồi à, chúng ta về, chúng ta lại dưỡng em này lại như thế này, bỏ vô đất màu mỡ. Khi mà các bạn bỏ đất màu mỡ dưới đây nè, khi các bạn tưới nhữ nhữ dưới đây nè, hoặc bỏ phân dưới đây thì rễ nó sẽ tuột xuống, nó tuột xuống nuôi cây. Cây này rất là ok. Nói chung là tôi cũng rất thích cái cây này. Tôi đã kết nối em này từ ngay từ bé, tôi nuôi nay cũng được là 2-3 năm vậy các bạn à. Các bạn thấy không, nó cũng có một số nhánh nó buông nhánh nè à, chúng ta chơi chúng ta thường xuyên chúng ta tỉa bỏ bớt hăng mấy cái nhánh già, mấy cái nhánh buông này, buông nhánh này à, à. Tôi thì tôi đang có ý tưởng là trên cái đầu ngọn này tôi sẽ làm hình một trái tim à, trái tim, bởi vì cây phu thê thì nó hơi sến chút xíu, nó gọi là phu thê các bạn ha. Nếu mà cây song thụ à, huynh đệ thì cái kiểu cây nó khác. Rồi giờ tôi sẽ nhổ lên, nó dòng nó dài à, à. Các bạn thấy còn đây là một số cây tôi đang nuôi nè, đang nuôi mà cái kiểu dáng này tôi cũng lấy từ gọng rễ, tôi nuôi mấy năm luôn lượt với cái này nè, mà tôi chưa có suy nghĩ ra để chúng ta chế tác thành một cái kiểu gì cho đẹp. Thành ra tôi cứ để về lâu lâu đó, tôi con tạng lần, lâu lâu nó con tạng lần, cái tôi chăm sóc tốt như thế này đây, là chăm sóc như thế này. Chứ khi nào mà có một cái ý tưởng tốt thì tôi sẽ làm cho nó một cái kiểu, một cái thế quái hay là văn nhân hay gì đó. Nhưng mà tôi chưa có làm, tôi cứ để tôi nuôi như vậy. Các bạn biết không, đi kiếm những cái cây như thế này nè cũng hơi căng rồi nha. Có hôm tôi đi hội chợ tôi thấy người ta bán những cây nhỏ nhỏ như thế này khoảng 300, 400, 500 cũng có, mà tôi thấy không có đẹp. Tôi không ưng ý, nói chung là tôi không hợp, không thích. Nếu mà các bạn mà đi săn lùng những cái dòng cây nhỏ nhỏ người ta bán á, những cây này à, thường thường là khoảng từ giá mà bèo bèo cũng phải là 300 trở lên, chứ không có dưới 300 đâu các bạn, nó nhỏ nhỏ, nhất là cây kim giòn hay là cây kim thanh mai á. Nè đây cũng có một cây nữa nè, nè các bạn thấy không, nè đây kim giòn. Chơi này chơi kim giòn, kim thanh mai thì cái lá nó sẽ đòn, mà còn cái kim giòn này các bạn biết không, cái lá nó nhỏ dưới cái bông nó nhiều, nó xiên bông lắm. Nuôi nó vậy. Rồi mình dỡ cây này đi, giờ tôi dỡ cây này ra để tôi sang một cái chậu mới cho em ấy. Sang chậu mới lúc này chơi nhỏ nhỏ này nè, cái cây hôm qua nè các bạn, cây này cây hôm qua này. Hôm qua tôi tỉa rồi các bạn thấy, tôi để cái lon bia kế bên chứ không phải sáng sớm hay là thèm bia nha, tôi để cái lon bia chữa khui chút mới xử nó à, tôi để cái lon bia để cho các bạn có cái sự so sánh giữa cái gốc nó với cái chiều cao của nó ha. Cây hôm qua thì các bạn, tại khi tôi làm phim nó bị khuất rồi, nó bị khuất vô cây khác. Hôm nay thì tôi đưa em này ra trình làng các bạn ha, rất là yêu các bạn thấy không à. Cây này có cái gốc gần bằng cái lon bia à, chiều cao cái tầm khoảng chắc 4 tấc à, đó vậy ha. Rồi nhổ cái này lên, cái tật tưa nó dông nó dài đấy các bạn thấy không. Đây à, cái chậu này nó mỏng quá các bạn à, nứt hết trơn này. Đây khi mà chúng ta dỡ cây lên, thỉnh thoảng các bạn dỡ cây lên. Ngày lúc trước á, tôi đang thí điểm tôi trồng cái thang tổ ong á, tôi đập thang tổ ong, tôi thế đất Akadama của Nhật à, tôi trộn thang tổ ong với cái thằng cho cháu mà tôi thấy cây nó cũng phát triển cũng được đó, cũng không đến nỗi nào tệ lắm đâu à, nhưng mà làm sao mà bằng được thang Nhật được à, cái gì cũng vậy, bất cứ một cái gì cũng vậy, nó không có giá trị riêng của nó. Khi mà trồng ha, các bạn dỡ cây lên à, bao giờ cũng vậy, chúng ta nên tỉa bỏ bớt mấy cái rễ này, cái rễ này. Rồi. Suốt ngày chứ quanh quẩn mấy gốc cây không có gì à, các bạn biết là lúc mà còn đi làm á, cứ nói sau này mình về hưu mình có thời gian mình đi du lịch đây đó à, xong rồi à, coi vậy khi mà về tới nhà rồi cái nó bao nhiêu việc này vô kia dồn dập cũng không làm gì được hết trơn á. Lúc trước á, tôi thường đi review vô mấy cái vườn, mục đích của tôi là tôi đến vườn tôi vừa làm phim à, tôi vừa giao lưu với mấy anh chị với mấy bạn ở vườn cây để mình học hỏi thêm kinh nghiệm. Hồi đó tôi đi nhiều lắm các bạn. Rồi sau thời gian cái gì cũng vậy, nó cũng có cái thời của nó.
Giống như chúng ta mà người nào mà cố mà leo lên đỉnh, lên được tới đỉnh rồi là rất là tốt, rất là mừng rồi, thành công rồi. Cầm cái cờ quơ vài cái tụt xuống, không ai mà đứng trên đỉnh cầm cái cờ quơ hoài, gió cuốn chết mẹ. Bởi vậy là cái nghề nào cũng vậy. Khi mà làm thời gian rồi, cái hầu như là cái thế giới cây kiển nó bị bão hòa rồi các bạn. Bão hòa rồi, giờ cây kiển mắc rất là chậm. Tôi tự nhiên cái họ làm cho họ mà không có cái hiệu quả đó, hiệu quả nó không được như muốn rồi tôi không có hứng thú nữa. Có nhiều nhà vườn họ nói với tôi là anh đến anh làm cho tôi, anh quảng cáo dùm cho tôi cảm ơn anh, rồi tôi không để cho anh thiệt thòi. Thì vâng, họ không để cho mình thiệt thòi đó các bạn. Đến làm cho họ kinh doanh mà, thì họ có biết chuyện, nói chung là mình không có bị thiệt thòi. Nhưng mà khi mà mình thấy cái công việc của mình mà làm mà không có được như ý, cái công việc kinh doanh bây giờ ế ẩm lắm mà. Xong mà tôi cảm thấy tôi không có hứng thú nữa, là tôi không làm nữa, thế thôi. Giờ tôi không làm nữa. Giờ tôi chỉ ở nhà tôi làm phim mà chia sẻ với các bạn về cái cách mà trồng cây rồi chơi cho vui, cách này cách nọ chơi cho vui. Chứ còn đi về tỉnh hầu như là tôi từ chối, tôi không đi nữa. Bởi vì mình thấy không có hiệu quả nữa, mình chán rồi. Thôi, làm cái gì cũng vậy chán rồi. Thôi, nhường sang chơi lại cho sắp trẻ ha. Bây giờ cái cây này quay là cái cây cua thê này. Bây giờ các bạn thấy là sau khi mà các bạn trồng cây, các bạn lưu ý ha, ít nhất là một năm một lần các bạn phải dỡ những cây này lên. Đồng thời các bạn con rễ là như tôi như thế này, các bạn có thể là con tàn lại ha, con tàn lại. Cây này đang thời kỳ ra bông mà tôi cũng chơi nó luôn, cây này dễ lên đó. Các bạn con tàn nè, con tàn lại xong chúng ta đặt vô chậu. Các bạn thấy cái chậu này đưa vô cái cây này nó bất hợp lý, là bởi vì cái chậu này nó cái kiểu như là cái chậu này nó lớn quá, đúng không? Nhưng mà các bạn trồng vô những cái cây này, các bạn vừa trồng vừa nuôi cây là rất là tốt. Còn nếu mà các bạn muốn trồng chậu cho nó phù hợp với cây này nè, cái chậu này đưa vô đây thì nó rất là phù hợp với cây này, các bạn thấy không? Rất là phù hợp với cây này nè, nó rất là cân này, các bạn thấy không? Đưa vô cái chậu này nó cân. Chậu này thì các bạn biết không, chậu này hôm kia rồi tôi mua là chậu này, chậu bát tràng nè, chậu bát tràng. Chậu này nhìn nó vậy chứ rất là tốt. Còn cái chậu hình trái bần này á, chậu hình trái bần này các bạn thấy không, nó nhìn nó đẹp đẹp vậy chứ nó bằng xi măng. Cái chậu này rẻ rề à, chắc chừng 20-30 ngàn diện cái. Còn đưa vô cái chậu này, đưa vô cái chậu này thì chúng ta cũng đưa vô chậu này nó hơi ngắn là nuôi nó hơi cực, phải bè thêm cái nữa. Thôi giờ đưa vô cái chậu trái bần này đi ha. Nè, cái chậu này chưa phân lỗ, chậu này đẹp các bạn ha, chậu cổ ha. Đó, các bạn thấy không, đẹp không? Chậu phải phá cái đít nè, vô cái chậu này vừa đẹp luôn. Chậu cổ, chậu này là cái bát hương các bạn. Cái này các bạn phải phá đít rộng ra, xong rồi vừa dưỡng vừa nuôi vô một cái chậu như thế này, đặt vô đây là cái chậu này chết lầu luôn ha. Các bạn thấy không, chậu cổ á. Thôi giờ mình quyết định đi, hôm nào rảnh tôi sẽ làm cái này. Đưa vô cái chậu này thì nó bự, chậu này bự quá thì đưa vô cái chậu này, đưa vô chậu trái bần. Rồi tôi sẽ đưa vô chậu trái bần. Dưới một cái chậu rộng như thế này các bạn chỉ cần lèn đất vô là được rồi. Đất hôm nay tôi chưa sang, lâu sang bữa tôi cho nó ăn đất Nhật luôn, đất Nhật riêng luôn. Chứ hôm vừa rồi có một số bạn cũng phản hồi với tôi, nói là chú Năm mua cái đất Nhật này nó cũng hơi mắc đó. Ở chỗ của cháu thì họ bán chỉ có mấy 30 ngàn diện ký thôi, chú Năm mua mắc quá. Thì kệ nó. Nó làm như khi mà họ bán cây đó các bạn, họ bán cũng tùy theo cái khu vực á. Có cái khu vực mà không phải thuộc loại cái đại lý của họ, họ nhập về thì họ bán rất là giá rất là cao. Thôi kệ nó, dân chơi mà sợ chi mà mưa rơi. Dân chơi mà sợ mưa rơi, đó phải gọi là dân chơi. Chúng ta sẽ bỏ này vô. Tôi đang cũng có cái ý định là tôi pha trộn thêm á, nhưng mà thôi, cái chậu này chậu nhỏ mà. Chậu nhỏ mình chơi 100% đất Nhật luôn đi, để tôi cũng đang thí điểm hôm trước tôi cũng bỏ một số cây á, tôi bỏ cái loại đất này 100% đất này, tôi coi cho nó phát triển như thế nào. Đương nhiên mà chắc có lẽ là tốt rồi, bởi vì tiền nào của nấy, không tốt thì tự nhiên ai mà bán giá trên trời như vậy, có một ma nó mua trời mua bán giá trên trời cũng có lý của họ các bạn ha. Nè, cục này cục rêu á các bạn, tự nó lên á,
tự nó lên rêu á. Còn nếu nó không lên rêu thì các bạn lấy rêu các bạn đắp nó vô ha, trồng vô cái chậu trái bần này nó đẹp ha. Nhưng mà chậu này thì gian sáu nó mục à. Với cái chậu này thì các bạn lưu ý ha, mặc kệ nó, bán cái chậu rẻ tiền các bạn cứ chơi đi, một năm sau nó mục thì mình thay chỗ mới, mua chỗ mới thế không gì. Ui bác đồ yêu này rẻ tiền nó ngon luôn đó. Có bạn bảo tôi là mua cái đất Akadama này trộn chung với cái đá gì á, cái đá gì quên mất, cái đá bọt á, bọt đá của Nhật á thì nó có hiệu quả hơn, mà tôi cũng chưa tìm được, tôi mua những cái loại đó. Rồi các bạn thấy không, đó giờ là tôi cũng đã làm xong cái công việc của mình rồi, giới thiệu với các bạn một cái dáng cây. Dán nè, em đang biết ha, các bạn thấy không? Giới thiệu với các bạn cái dán cây, dán phu thê. Tôi cũng chia sẻ với các bạn rồi, phu thê thì nên chơi như thế nào cho nó phù hợp. Thì tôi nói như vậy thôi, vẫn còn tùy thuộc ở các bạn. Các bạn thích chơi một cốt cũng được, các bạn thích chơi hai cây băng ghép vào nhau cũng được. Tôi thấy hai cây ghép vào nhau thì nó hợp lý hơn. Còn dạng phu thê như thế này nó cũng là đẹp, nhưng mà nếu mà phân tích sâu xa thì nó hơi bất hợp lý chút xíu, bởi vì cùng chung một huyết thống, cùng chung một cây ra thì chúng ta không thể nào kết nghĩa phu thê được, đúng không các bạn? Kết nghĩa phu thê phải là người dân khác họ đem lòng mến nhau. Tôi rất là đắt yêu ha. Rồi, các bạn. Rồi xong rồi chúng ta tưới nước. Các bạn lưu ý là khi mà bất cứ một cây nào đó, khi mà chúng ta sang chậu, sang qua một cái chậu á, cái chậu chúng ta tỉa rễ, các bạn tưới thì các bạn tưới kích rễ cho nó ha. Tưới kích rễ thì chúng ta chỉ cần pha theo cái liều lượng, tôi pha là tưới kích rễ là 1g cho một lít nước. Xong rồi các bạn cứ tưới một tuần lễ, chúng ta tưới nước và tưới kích rễ một lần. Cái khi mà cái cây nó còn yếu như thế này thì các bạn không có phải là tưới nước nhiều, bởi vì tưới nước nhiều nó úng. Cái điều quan trọng là khi các bạn mà chơi mai chú thủy là nó phải có độ đụng nước, nhưng mà nước của nó phải có một sự luân chuyển. Ví dụ các bạn tưới nước qua ngày hôm sau nó phải khô đáy chậu, rồi các bạn tưới nữa thì tốt nhất là ngày tưới ngày nghỉ, thì cây của bạn phát triển rất là tốt, rất là nhiều bông luôn. Bởi vì tôi thấy là ở miền Nam là sau Tết mà khi khí hậu nó nóng càng nóng càng khô chỗ nào thì cây nó càng nhiều bông chỗ đó. Giờ có mùa mưa nắng sụt sùi thì cây nó ít ra bông lắm. Rồi thôi, hôm nay tôi cũng là chia sẻ với các bạn như thế thôi, nhằm giới thiệu với các bạn những cái dòng cây chơi bonsai nhỏ, cây này chơi rất là phù hợp. Và đồng thời chúng ta có thể tạo một cái dáng gì đó. Khi mà tạo dáng thì chúng ta phải biết nó có một cái tên. Đây là một cái tên quy ước chung trong những người mà chơi bonsai. Các bạn hãy tham khảo, nếu thích thì chúng ta cùng nhau trải nghiệm các bạn ha. Rồi, đến đây tôi cũng phải nói lời chia tay với các bạn rồi. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye.